về dưới ánh trăng, vắng tiếng xa đưa trong theo gió mây hồi trao tâm sự lạc vào trong cõi mơ. Dưới ánh trăng soi dắt sương mưa màng, qua lá rơi nghe tiếng chân ai tìm đến. Áng mây ơi đừng rời xa, cho lòng bao lưu luyến ước mơ sau một ngày được thấy. Chị Quyền Lan, Quyền Cơ em, đêm hôm thăm vắng, trăng lặng sao mờ, sao hãy còn tơ tưởng mộng mơ, lại gieo vẫn đề thơ chi đó. Thế còn chị, sao giờ này cũng tới đây tìm đổi gió, hay là trong lòng chị cũng có mối u hoài? Em ơi, chẳng hiểu sao mấy bữa nay, tâm hồn chị mênh mang cảm xúc, lúc nào cũng mơ màng thao thức. Hễ đặt mình nằm xuống là con tim rạo rực, nó thôi thúc tâm mà hồn chìm đắm mình trong giấc mơ tiên, làm cho yêu say đắm triền miên, những mong ước sao được toại nguyện. Duyên tình quyên ương phối hiền, vậy thì chị yêu người đó là ai mà mang bệnh tương tư suốt đêm dài? Chàng là một trang anh tài, em không có cần biết trước nè, chắc hẳn chị đã cùng chị chưa được cùng chàng giao ước à, vậy thì chị trao đổi bằng tâm thơ, chị cũng không được một chữ trao tơ. Ủa vậy là sao, chị gặp chàng bao giờ, gặp ở đâu nè, nói cho em nghe đi. Gặp ở trong những giấc mơ đầy thú vị. Trời ơi, vậy là chị yêu hoài bão, yêu mơ màng, đâu có bằng em. Em xây đắp mộng vàng trên thực tế. Em nói vậy có nghĩa là? Nghĩa là em cũng yêu như chị, và chàng cũng đã tha thiết yêu em. Cái lời nguyện tìm yêu hòa khúc nhạc quyền chân cao. Nhưng Quyền Cơ em ơi, chị nhất định rằng bạn lòng của em kém xa người trong mơ của chị. Vậy người trong mơ của chị là ai, tên gì hả? Người trong mơ của chị là... Thôi, chị khỏi cần nói tên vội, để sau này dành cho em sự bất ngờ. À, thôi, đêm đã khuya, chị em ta mau trở lại loan phòng. Chị à, em muốn sống trong đêm cô tịch để giải sầu mong nhớ. Vậy thì tùy ý em, chị về trước nghe. Hồi ôi, nơi quan ải mịt mờ khói lửa, chung cung tầng lệ ưa sầu thương. Anh Kiệt ơi,
ơi, kể từ ngày chàng xa đi nhân gian diệt quân dương, thêm mòn mỏi đêm trường bóng tinh bạn. Anh đã về đây, về với em, để đời xuân thắm quyền hương duyên. Tiếng ơi như tiếng người em đời, mơ bóng chàng trong giấc mộng quyền. Quyền cơ Trần Anh Kiệt. Quyền cơ em Trần Anh Kiệt, sung sướng quá em đang sầu mong nhớ. Dời Ái Quan, chàng về từ hồi nào? Anh mới nhận được chiếu triệu hồi trào, nên vội vã tới vườn đào tìm bạn. Quyền cơ ơi, hãy đứng yên để anh lặng ngắm cánh hoa hồng tưới thắm. Vậy nghe cương tình sai đắm khách chinh yên, ngây ngất hồn tim dập dồn, yêu đương như hình bóng tiên nương, lòng dạt vào mến thương. Em đâu có rõ tường những đêm khuya ở chốn xa trường, trái tim anh vẫn thường ghi khắc bóng hình nàng vẫn dương. Từ khi em tới tiếng mưa chào, gió ngựa trên em bước lên đà, ngày đêm em thương nhớ mơ mà, lòng nắng khói sâu sương cực nhọc, để bảo tồn gầm giấc gian sang. Nay anh đã trở về bên y bạn ngọc, nhấp men tình mộng ước giao quang. Trần Anh Kiệt, đây chiếc áo hồng màu áo cưới dân dàn kỷ niệm mối duyên tơ. Anh về gieo gió đề thơ, dệt bông hoa tim trong mơ tặng nàng. Áo hồng hoa tim màu là cả bài thơ dệt mộng tình, ấp ủ nguồn yêu tràn khóe mắt dân người chiến sĩ tâm băng trinh. Dân người chiến sĩ tâm băng trinh, quả thật là gái lẳng lơ trai chắc nết. Ô kìa, chào quan đô quý tướng quân Hồng Cẩm. Không dám chào ngài. Tướng quân đi đâu, sao lại dám vào nơi lầu cấm chứ? Lầu cấm à? Lầu cấm, sao Trần Anh Kiệt dám vào đây? Tôi có quyền được tự do ra vào thông thả nơi này. Ông có quyền gì? Quyền gì? Quyền gì thì từ nãy giờ ông núp ló nghe vụng trộm, hắn đã thừa biết rõ rồi, hà tất còn phải hỏi. Vậy chính ông mới là kẻ phạm tội. Tội gì? Tội bỏ quan thành về trai gái trăng hoa. Ông lầm rồi, tôi trở về đây có chiếu triệu của hoàng gia. Chiếu chỉ đâu? Đây. Nhưng ông có quyền gì mà hạch sách chứ? Thật căm gan, máu trào sôi quốc hận,
trò ông bướm nguyệt qua, ta sẽ về tâu lĩnh hoàng gia. Khuyên ông bạn hãy bình tâm, chớ nên vội giận. Tôi chỉ vâng cạn trước sau, càng cớ chi mà ông phải hận đau. Giữa tuổi trẻ chúng tôi yêu nhau nào có lạ gì đâu, cớ sao ông phải điên đầu hăm dọa về thóc mách quỳ tâu. Hồng Cấm tướng quân thật quá là người lắm chuyện, hay tìm kế vũ quan để định hót với lệnh thiên nhan. Đã vào đây lúc đêm tàn là phạm tội tà gian. Thân chưa giữ được toàn, sao còn lớn lối có gan. Những công đường có biết đâu, ta đào đớn muôn vàng. Vẫn chưa trong tâm can, đời sầu than nát tan áo mộng. Thôi ông bạn đừng suy nghĩ miên man, hãy quay về chốn gia trang mà tuổi hận sầu than xúc động. Bởi tự ngươi đã làm cho ta đã mang tuyệt vọng. Ô kìa, ông bạn tỉnh hay sai? Thôi, ta mau bước khỏi đi ngay. Anh Kiệt à, ta đi khỏi nơi đây, đứng ở đây làm gì cho thêm bẩn mắt hả? Ờ, phải đó, ta đi công nương. Thôi, chào ông bạn nha. Đứng đó một mình mà nghiến răng quất ức, rồi đấm ngực thình thình đi nha. Tức thật. Mở trận anh Kiệt, hãy mở mắt coi ta sửa. Trẫm miễn lễ. Này bá quan, nay Tần quốc đổi thay chiến lược, cho thái tử Tần Cảnh Thông qua giao ước cầu quà. Vậy các khanh bàn luận việc quốc gia, điều lợi hại để ta cân nhắc. Khải tâu chúa thượng, không nên chấp thuận lời cầu hôn của giặc, kẻo lại mắc mưu đem xã tắc chôn vùi. Thôi ông đi, cớ sao ông không suy xét vận thời, cứu đất nước đang hồi nghiêng ngửa. Tàu chúa thượng nên dập tắt nạn binh đao khói lửa, nhận cầu quà tiếp thái tử Tần Bang. Kẻo quân thù phá vỡ ải quan, thì xã tắc nguy cơ sụp đổ. Ông Hồng Cảm ơi, sao ông không nhớ rõ, nước mình có Bạch Vân Quan kiên cố núi rừng hiểm trở, lại thêm nguyên soái Trần Anh Kiệt mưu cơ võ giỏng như thần. Đã bao lâu nay giặc Tần tấn công bị tiêu diệt cả muôn quân, giờ phải dùng kế cầu thân ngưng chiến cuộc. Nhưng ông cũng phải nhớ, nước Tần là đại quốc, binh tướng hằng hà dòng lửa tài ba, nay cầu hòa là có lợi cho nước ta. Ông đừng tháo chiến để sơn hà tan nát à. Phải, lời tướng quân Trần thuyết rất hợp ý quả nhân. Lệnh truyền cho ngõ Mông quân triệu Tần Cảnh Thông nhập cát. Dạ quân. Chúa thượng ơi, nước chưa mất thành chưa tan, sao chúa vội nghe lời quân gian tham phản trách. Nay chấp thuận cầu hòa mắc mưu của lũ giặc, rồi mai sau sẽ vùi chôn theo xã tắc dưới sàn hà, để cho dân ta phải tiêu diệt làm ma vong quốc. Lũ quỷ xâm lăng nó khát máu hung hăng tàn ngược, đầu thần hãy còn quân nghi giặc sẽ tiêu ma. Trần Nhung ơi, trẫm đã xuống lệnh an bình, mới triệu khanh về chốn triều ca.
để cứu dân lành thoát khỏi cảnh càng qua. Trăm trắng nở lòng nhìn những dòng máu chảy xót xa, cảm phục hoàng gia nhân từ và đức độ. Thần hạ cúi đầu vang tạ ơn thánh quân, thương xót giống nòi sông trong thời khói lửa lầm than. Ông hãy im ngay lời bán nước buôn dân sâu mọt, định đem non sông hiến dâng cho lũ giặc bảo tàng, nên mới mưu sự đầu hàng để sông nhục cầu an. Tôi là kẻ gian hay chính ông ngu si thiên cần, ao chiên lỗi thời định chôn vùi tiêu diệt giang sang. À thôi, các khanh đừng tranh luận, trẫm đã quyết định rồi. Khải tâu chúa thượng. Thôi, khanh hãy về trướng phủ nghỉ ngơi. Thừa mạng ung hoàng như giặc dân ngoài sân. Quân. Dạ. Cho mời Tần Thái Tử nhập triều mau. Tuân lệnh. Dạ, tôi vấn lệnh phụ vương sang triệu quốc, dâng biểu văn để trình Đức Thánh Hoàng. Khanh an tọa, trẫm vui lòng ngưng chiến với Tần Bang và mong rằng tình giao hảo hai bên càng mật thiết. Phụ vương tôi cũng mong hai nước được đời đời liên kết. Xin dâng bức tâm thơ và lễ vật cầu hôn. Quân, dâng lễ vật. Quân, thu nhận lễ vật và bức tâm thơ. Ủa, sao thái tử muốn cầu hôn Quyền Cơ công chúa? Muôn tâu, việc cầu hôn quyết định mối ban giao, tránh cho dân chúng cảnh ba đào khói lửa, nên chúng tôi đem lễ vật qua đây là để ước mong trên thánh hoàng tác hợp hai ân, cho duyên tình đôi lứa thanh xuân được toại nguyện hôn nhân tối hiệp. Xin nhận lời quà ước đổi trao, hai nước muôn đời kết chặt thâm giao, sẽ tránh được nạn binh đao, xương máu dân khỏi chồng chất tựa núi cao. Chẳng phân dân phải đâu là cử tuyệt, vì Quyền Cơ hôn ước đã định rồi. Trước ngõ lời ước hẹn vàng đôi, với chàng trai anh tài nước triều, hay là trẫm gả công chúa Quyền Lang cùng đóng cung kết nghĩa đá vàng. Việc cưới hỏi Quyền Cơ do phụ hoàng chỉ định, phận làm con lẽ đâu giam tử quyền. Nhưng nếu không được thỏa dạ ước nguyện, tôi e rằng chiến sự khó yên. Muôn tâu, bệ hạ nên hy sinh công chúa để giữ lời ước nguyện, mong cho quốc gia toàn vẹn. Vậy giờ đây quả nhân sẽ hẹn 3 ngày nữa chính thức trả lời. Thái tử mau dịch xa phản hồi, trẫm định liệu tác thành duyên đôi lứa. Tâu dân. Nhưng trước khi trở về dịch xa, tôi xin mạn phép nhắc lại lời căn dặn của phụ vương. Quyền Cơ nếu chẳng về Tần quốc, hành quách tan tành, xương máu rơi. Xin kính chào bệ hạ. Quân hồi dịch xá. Muôn tâu, việc hệ trọng thánh hoàng đừng lần lửa, nên thuận tình gả công chúa sang Tần. Lòng trẫm còn nghĩ ngợi phân vân. Ta bãi chầu, các khanh hãy hồi vinh an nghỉ.
không tuân lệnh. Thánh quan dạng dạng tuyên. Cùng subscribe.
quê của chị là Trần Anh kia. Đúng, em coi có xứng đôi không? Đời này vắng bóng Quyền Cơ thì trên dương thế cũng không còn Trần Anh Kiệt. Thôi,
tình trước kể từ nay vĩnh biệt. Đôi ngã phân ly đoạn tuyệt mối tơ. Tình quyết đành chia tay, đón ngày xuân mới câu xưa tới giờ không còn thương tơ. Lòng đào thương vẫn dương duyên tình bơ vơ. Nàng ham sang ô quen tâm hồn ngây thơ, thân nhuốc nhớ đáng trách người yêu xưa vong ước. Ai trách em quên thế quyền cớ ơi. Áo chưa phai màu quá còn hương sắc thâm, sao nàng đã vội tay đen đổi trắng để cho ta phải ngậm cay nuốt đắng. Tôi nhục xót xa nhìn kẻ thù quốc gia đang chiến thắng reo nhục nhã biết bao, không thất bại gươm đau mà tôi hổ nghẹn lời. Sao nàng vội vã xa lìa bến mộng lái chiếc thuyền tình rẽ sóng ra khơi. Ôi nàng đã đi theo giặc môi nở nụ cười vui, ta ở lại quê nhà cười ra nước mắt. Trong ngày du quy nàng vui duyên mới hẹn thề lòng son sắt, còn đêm tân hôn ta nhớ người xưa tan nát trái tim mình. Quên đi một mối tình si, như chi đến kẻ xa đi không về. Hãy quên tất cả lời thề để em thông thả dễ về sáng. Ôi trước kia ta đã làm một đóa hoa xuân sắc, mà hôm nay chỉ còn là vẫn là hương bay. Bấy lâu nay gần nàng mà ta đã hiểu sai, con người đẹp đẽ bề ngoài gieo rắc nỗi đắng cay đau đớn. Học đòi cành qua tắm giữa vườn hồng mơn trơn, nở nhụy hương tình để đón bướm dần ông. Bữa trước trao duyên nói lời thề hẹn núi sông, hôm sau lên kiệu cưới theo chồng xuất gia. Chào con người phủ bạc đông đưa lời lạ, áo hồng qua tiếng xưa ta trao trả lại cho nàng. Trần Anh Kiệt, Anh Kiệt ơi, nhìn chiếc áo hồng và cành hoa tím là những vật kỷ niệm năm xưa muốn tình đầu
đâu nữa đường gai cánh quyên ương gian. Giờ em phải nhường duyên cho chị để bước lên xe loan lìa xứ sở, hy sinh phận hồng nhan cho tan vỡ mảnh trần thề. Ôi nhục nhã xót xa tuổi hổ ê chề, ly tâm thân tàn xa đi liều quê hương Việt xứ, bao ngân lệ tuôn dòng qua nguyện chữ hy sinh. Nay em cất bước theo chồng nhưng mạnh hùng trinh đã dâng hiến cho tình quân Trần Anh Kiệt. Dù phải xa nhau vì cuộc đời quan nghiệt, xin hẹn kiếp lại sanh sẽ phối hợp duyên trần. Nguyện cơ nếu chẳng về thần quốc, thành quốc tan tành xương máu rơi. Ra đi cứu nước con ơi, vui duyên tình hỡi quên lời thề xưa. Ôi tai dặn nghe tiếng cha già thống thiết, nhỏ giọt lệ sầu khóc biệt tiếng con thơ. Tuổi nhục cho cuộc đời nghĩ nữ vẫn đào tư, nửa chừng xuống tan giờ mong tình mơ ân. Sao người yêu xưa chẳng tìm rõ nguyên nhân quan trái, tiếp dẫn yêu ai nhưng phải thương sầu. Đường chia hai ngã thì đâu tan thương lỡ dở nhịp cầu và Quyền Cơ công chúa rời khỏi Bạch Vân Thành chưa? Dạ rồi, đám cưới mới qua, đi chừng nửa khắc. Thôi rồi, cơ đồ tán nát, xã tắc điêu tàn. Tần Cảnh Thông đem bản đồ về tới Tần Bang, tất sẽ gây hấn xâm lăng Triệu Quốc. Không, không, ta không thể nhường bước chịu thua một nước cờ. Tam quân đuổi theo bắt Quyền Cơ đòi bản đồ trở lại. Khoan, nếu vì mất bản đồ mà Quyền Cơ mang tội, khiến cho em đây hối lỗi vô cùng, phạm tội tài trời không thể thứ dung, em xin tình thật nỗi lòng bày tỏ. Người đánh cắp bản mật đồ đó chính là công chúa Quyền Cơ đã nhúng tay đánh cắp bản mật đồ để gây ra mọi sự bất ngờ. Coi đó là của hồi môn có lợi, đem theo chồng để đợi thời cơ. Sao ông biết người ta phản bội, hay đây chỉ là lời vũ tội? Nếu tỏ tường màu nói rõ lý do, xin đừng nên hỏi vội. Có nghe tiếng quân Tần gian gian dội, đang rầm rộ hùng binh mà kéo tới. Hận thù này ta có nổi khoan dung. Trời ơi, tội tôi rối vô cùng, vì đâu mà xảy ra cuộc binh dung. Chốn chiến tranh do Tam Bảo bùng, nhờ Hồng Cẩm đưa giùm công chúa trở về cung. Xin vâng, công chúa mau theo tôi. Phu lang, phu lang. Tam quân hãy đề phòng yếu điểm, ngăn bước tiến quân Tần. Qua ở Trần Anh Kiệt, mình tìm lối thoát thân, những yếu điểm ém quân ta đã ngăn chặn. Tần Cảnh Thông, mi là kẻ manh tâm bội phản. Điểm là ta chiến thắng Quang Vinh,
trước thắng mi trong trận ái tình. Sao lại thắng cả Bạch Chân Thành Tiểu Quốc? Cả hai trận thắng đều để hèn khiếp nhược, thử soi gương cho biết mặt anh hùng. Đỡ quân tuyền bao dây. Phen này phải chết nghĩ tên mẫm quốc học của ta. Quân thuyền chư tướng kiếm qua thành trận chủ. Ôi ta xa cơ thất thơ, bị tên độc trung thương, anh hùng đã lâm ương, dùi chôn đời bạc mệnh trong hối trong. Nguyên soái đi rồi công chúa ơi. Trần Lan, Trần Lan, Trần Lan ơi hãy mau tỉnh lại, em là Quyền Cơ đi. Ôi xót xa đau thương, tơ dương thông tiên, chuyện ước xưa đôi ta gì đâu phải ngăn cách xa. Ai dấy cơn phong ba cho gây ra sông gió nhìn người yêu dấu vì xa cơ mắt mơ chàng mà lìa nhân thế thì thân em đứng đau phần. Tôi kẻ phản bội ôn nhân theo góp quân Tần vô ân xảo trá âm mưu cùng chồng mới để tóm thâu thiên hà, làm vợ khi sinh rước giặc đem binh về dài xéo quê cha mồ má ông bà. Trời ơi! Nào có tí thương chi mà sầu bi đổ lệ chan hòa, ngoài mặt thì quét bộ áo tiên nga giả vờ quỷ mị, trong lòng lại đổi lốt con ác quỷ yêu tình. Ôi thảm não ê chề cho kẻ bãi binh, hận thù chưa trả được đã vùi mình trong năm mồ. Máu tim tuôn chảy hòa theo dòng lệ đổ xót nước, thương dân trong khói lửa điều tàn. Em vì nước mà hy sinh, nhường duyên cho chỉ mối tình yêu đương. Nhìn chàng máu chảy thảm thương, mắt em đầm lệ can trường xót xa. Anh kỳ xin nàng hãy buông tha cho kẻ vô duyên ta, đừng diễn lý do vì đất nước phải nhường duyên. Hãy để cho tôi được một mình thảnh thản nằm yên, gửi năm xương tàn chôn trong lòng đất mẹ. Những kỷ niệm trôi qua đừng thiết tha kể lể, còn ôn lại làm chi số phận đã an bài. Sức tàn lực kiệt mau trào loãng lộ, thương nước nôn nhà sụp đổ nguy cơ.
dân nàng sao đánh cắp bản mật đồ để quân tần tặc đào mộ chôn ta. Hả? Anh Kỳ, chàng nói sao? Em nào có đánh cắp bản mật đồ? Thôi đi, nàng đừng chối để đánh lừa ta nữa. Máu bừng xuôi chưa rửa hận thù. Anh Kiệt, chàng đã vì em mà ôm hận Thiên Thu. Em xin chết để đền bù tội lỗi. Khoan, dạ công chúa chết làm chi vội? Có chúng tôi giải mối quan tình. Công chúa à, công chúa không thể chết được. Công chúa chết là mọi chuyện sẽ rối lên đó. Các người nói vậy nghĩa là sao? Bẩm công chúa, nghĩa là câu chuyện này hãy còn trong vòng bí mật. Công chúa phải ráng kiên tâm nhịn nhục để báo thù. Dạ đúng mà. Nghĩa là các người có ý khuyên ta nhịn nhục lấy kẻ thù để báo oán. Kìa, Quyền Cơ công chúa. Nàng định báo oán trả thù ai? Dạ, tâu thái tử, công chúa định trả thù Trần Anh Kiệt. Vì trước khi chết hắn còn nặng lời sỉ nhục công nương, lại còn hăm he sẽ hiện hồn về trong lúc đêm trường để móc mắt và moi tim thái tử đó. Trời ơi, trời ơi, đừng có kể nữa, nghe thấy ớn quá. Nè, ma chết ưa bẻ răng thì sống. Quỳnh khốn kiếp, chết còn cũng răng. Được, để ta bầm xác nó ra trăm mảnh. Dạ khoan, dạ khoan, hồi nãy công nương cũng nóng giận định cắt đầu hắn nhưng mà tôi can. Còn ngài, dạ ngài là bậc anh hùng quán tế nhất trần gian. Đúng. Dạ không nên oán hận trả thù một cái xác chết. Bây giờ ngài hãy chôn Trần Anh Kiệt rồi. Rồi sao? Nói mau. Rồi chúng ta sum họp kết lứa đôi. Và em muốn rằng lễ hợp cẩn giao bôi, nhấp men rượu cưới ngay trên mộ Trần Anh Kiệt. Hay, hay. Phu nhân của ta nói phải. Để triều gan xác chết quốc ức dưới một quan. Cung nữ, nhiều phu nhân ta hồi thành nội nghĩ an. Tâu dân, mời công chúa hồi thành. Kính chào thái tử. Bảo Minh. Dạ. Ta giao cho hai người chôn xác Trần Anh Kiệt. Xin tuân lệnh. Kiếp xuân tàn hương khói huyền, chôn vùi đái huyệt mộng tình mơ. Một thời gian bóng trăng anh kia, giờ chỉ còn dòng dưới lễ cạn khô, quả tim đã heo hận thù chưa. Dạ thưa công nương, thái tử Tần Cảnh Thông sắp đến, xin công nương chuẩn bị đón mừng. Phải gạt dòng nước mắt đi cùng kẻ thù sống bước lễ tơ hồng, cầm tay nhau chung uống chén rượu nồng, môi kề môi khi lòng đang đau xót. Trần Lan ơi, hồn tiên có trở về cõi tục, xin thứ tha cho kiếp hồng nhan,
khi em rời bên sang ngang, lòng đã chết đâu mà ân ái. Kim nương, hãy phủi lớp áo giùm ta cho khỏi buồn, và chải lạc tóc xuôi giặt trăm vàng. Ôi phân nhạc hương tàn giờ lại phải điểm trang, để đón mừng lễ cưới giao quan giả tàu. Kìa, khóe mắt công nương chưa ráo lệ, em lau giùm ta giọt nước mắt để sầu nhớ. Dạ, đâu công nương cũng chưa nở nụ cười. Trời ơi, nếu phải cười thì nước mắt ta lại chảy. Tội nghiệp công nương đau thương, lệ đổ tuôn tràn. Sau khi qua dấu xa rồi ta, trái tim mình nát tan đẫm máu. Tới trên năm mộ người yêu xứ nghĩa khí trung ca, đăng cai muôn vàng giờ lại đêm nhà tan nước mắt. Muốn cho vẹn toàn phải cất lên tiếng cười giao hoan. Kim nương ơi, cứ để cho dòng lễ thảm tuôn rơi lá cha, qua cùng giọt máu tim ư đồng trên gò má. Hiện rõ nét dung nhan tàn tạ phấn lạc hương vai quen ú cả môi hồng. Ký từ đàn ngang cung tính sợi tơ đồng, thì cõi lòng ta dường như đã chết, chẳng còn tiếc gì luyến tiếc tuổi xuân. Ôi duyên nợ sao bé bạn ngang trái, người hẹn hò ân ái lại cách phân. Vài hiên mình để ôm ấp thù nhân, tuổi nhục cho tấm thân càng nghẹn ngào nức. Cam canh công nương đời thống khổ, những dòng lệ đổ ngập đôi môi. Cán cân tạo quá đâu rồi, dây quan cứ mãi buộc đời nữa. Em ơi, đời ta còn kéo dài những ngày đau khổ, để trả cho xong thốn nợ. Cho đến lúc bao tim ngừng đập, khép kín dành mi liếm chiếc thân tàn, tìm tới cõi u minh thâm thầm, để cùng chàng dương chân quyến hồn mơ. Ôi cõi đời đầy rẫy những xót xa, thà trút xác trả về lòng đất mẹ. Khói nhìn thấy cảnh tan thương dung bể, khơi mãi quán thù cho máu lệ trào tôn. Kìa, Tần Cảnh Thông đã tới. Công nương, đây là gói thuốc độc, công nương hãy làm theo lượt sắp bài. Em hãy lánh mặt ngay để mình ta hành sự. Thưa dân, tất cả hãy lui về thành nội để mình ta sẽ tới nghinh hôn đó nha. Sự cưới đã sẵn sàng rồi chứ?
Và thưa dân, thiếp đã sắp đặt rượu mừng đầy đủ để vợ chồng hưởng thụ giao bôi. Hưởng thụ giao bôi? Hay hay lắm. Phen này ta sẽ nhập động thiên thai cùng tiên nữ vui vẻ quán lạc. Nào, rượu đâu? Rượu đâu? Nàng hãy xót xa đi, để hai ta cạn ly đối ẩm. Vâng. Dạ thưa, đây là ly thứ nhất mừng âm mưu quỷ quyệt để cõi đời hiểu biết mặt hùng anh. Đúng. Còn đây, đây là ly thứ hai mừng chiến công chim bạch Vân Thành. Hay lắm. Được, ta sẽ uống cạn đi. Dạ còn đây, đây là ly thứ ba mừng hạ thủ được Trần Ánh Kiệt. Giỏi. Vậy mới xứng đáng là công nương tiểu quốc sẽ kết duyên cùng thái tử Tần Bang. Thái tử? Còn ly rượu này là... Sao? Tiếp chúc Vu Lan công hầu khanh tướng để toại hưởng men tình cho thỏa mãn riêng mình. Khi nên cảnh chiến chinh lấy xương báo sanh linh, xây tưởng đài quang vinh mãi mãi. Sao nàng chút duyên lành mà mắt lại trào giọt lệ long lanh? Đó là thiếp mừng trọn kiếp xuân xanh được chung sống bên chàng mãi mãi. Hay, hay lắm. Vậy ly rượu này ta với nàng chung đôi sẽ mừng. Khoan, đây là ly rượu mừng thái tử anh tài, mời chàng uống cạn để sống lâu trăm tuổi cườm thâu thiên hạ. Chàng uống đi. Có lý, ta sẽ sống đến trăm tuổi để gồm thâu thiên hạ. Giờ đến phiên ta, ta sẽ rót ly rượu đặc để ta với nàng cùng uống ly rượu. Còn thừa chút cặn sẽ cưới lên nấm mồ cho tuổi nhục vong linh Trần Anh. Nào, nàng uống đi. Không, thiếp không biết uống rượu. Sao nàng lại từ chối? Để ta dâng rượu tận môi nàng, mặc kệ mặt cùng ngây ngất bàn hoàng. Nửa tình bừng cháy lại càng thêm bền chặt. Nào, hãy uống đi, Quyền Cơ, nàng hãy uống đi. Ông ơi, ông đã ngắm thuốc độc rồi ông ơi. Và vậy ông sẽ chết về tay người con gái. Bất chi chinh phục được trái tim tình ái lại chính là kẻ bay mưu hãm hại nơi ta. Chim được bữa qua thì hôm nay ta đã xa xuống địa ngục. Trời ơi, ông ơi,
đền ơn cô máu bấy lâu nay. Tôi đào quyệt chôn ông cho vẹn nghĩa. Hả? Tần Cảnh Thông đã chết. Quân bay, thỉnh chú thượng tới đây mau. Tâu bệ hạ, Tần Cảnh Thông đã chết. Kỵ Sa Khanh đã giết được kẻ thù. Hồng Cẩm, từ nay ta giao quyền thống lãnh quân cơ, Khanh sẽ được quyết định tiền trảm và hậu tấu. Thanh tuân lệnh. Quân, mang xác nó đi. Phụ vương, hiền tỷ, con cũng có mặt ở đây à? Tâu phụ vương, chính con. Chính công chúa theo chồng làm phản, dân bản đồ mưu bán non sông. Không, không, tâu phụ vương. À thôi, con là vợ của Tần Cảnh Thông, phải chăng đã theo chồng phản trắc? Tâu phụ vương, không, không phụ vương ơi, ai đã làm điều tàn ác? Con không đánh cắp bản đồ. Còn chối cãi gì nữa? Thủ phạm này chính thực là quyền cơ, pháp luật phải nghiêm minh. Xin chú thượng hạ lệnh cho trảm quyết. Phụ vương. Vậy thì quyền cơ phải chết. Võ đao quân. Phụ vương. Dạ khoan, thần xin tâu, lời khấn thiết gian cầu. Nào công chúa, tội gì đâu, mau lui bước chớ quỳ tâu. Ông chớ nên gây chuyện âu sầu, hỗn hào ta chém bài đầu. Dạ khoan, của tôi là trung chánh, tới đây giơ tay thề làm chứng cớ. Chính công chúa quyền cớ vì nọn sông đất tổ, chứ không phải vì tình chồng vợ bán rẻ quốc gian núi ba qua. Nhưng ông Hồng Cẩm nhà ta thật tráo trở giang hùng. Tao giết mày. Xin ông đừng ra ngoài trước mặt đức chủ trùng. Tôi nằm trong chăn mới biết chăn có rần. Chính vì ông ham tình tiền danh vọng mới mưu phản non sông. Cất giấu mật đồ giao cho Tần Cảnh Thông, để nó biết đường đi nước bước cử binh sang cướp nước. Khi thắng trận sẽ chia đôi triệu quốc, ông bám vào xâm lược cộng rắn cắn gà nhà. Quân khốn kiếp, nói cho đã đi rồi chết. Ta tư thông với Tần quốc, chứng cớ ở đâu? Chứng cớ đây. Mày là quân giặc Tần biết cái gì? Tôi biết hết á. Khoan đã, tướng quân Hồng Cẩm, như Khanh đã nói, pháp luật phải nghiêm minh, cứ để cho những người dân trần tình trung thực. Thưa ông Hồng Cẩm, chắc trong trí óc ông còn ghi nhớ rõ, tôi là người hầu cận của thái tử Tần Cảnh Thông. Mở đầu câu chuyện khi mới gặp ông, trên tận tay tôi đã đưa cho ông 100 nén vàng rồng làm của đúc lót. Rồi ông thúc đẩy thái tử xin về duyên cá nước, với công chúa quyền cơ để ta được mối ghen hờn. Và hiện giờ Tần Cảnh Thông bị mưu sát là nhờ liều thuốc độc của quyền cơ. Còn ông quán mắt gà mơ, đợi ai sơ hở cướp cờ tranh trong. Mọi chuyện giờ tôi đã rồi, tự mình phải trách, phải chết đi bù tội ác xấu xa. Nhưng không, không, tôi không thể đành dùng dập một đợt quá. Tôi muốn sống, và tôi phải sống đi. Để chúng ta cùng chung hưởng tương lai hạnh phúc, phải không em Quyền Lan yêu quý? Trời, chị Quyền Lan, phụ vương đã gả chồng cho chị, tại sao còn tình ý thông gian chứ? Quyền cơ, xin em đừng để giả ngờ quá, hoàn cảnh chỉ có toán biện bạch. Thôi, Quyền Lan, ngươi là con ác phụ thông danh, ham dục vọng manh tâm phản chắc. Cha
chồng vừa mới chết chưa khô nắm đất đã vùi chiếc khăn tang ôm ấp đứa gian thần. Xử sự vô lương nhục nhã ô danh làm điều thất tiết, ta đã một lần định đoạt hôn nhân mối tình sẽ kết, nay nở theo loài xuất nghiệp phản lại cha. Trời ơi, nhục nhã biết chừng nào. Con cúi lại phụ vương hải rộng tình trời biển thứ tha. Con phải đâu là kẻ manh tâm phản nước hại nhà. Ta khuyên nàng đừng gian nài năn nỉ kêu ca. Nếu đã muốn dứt tình càng khỏi phải nhận là cha. Quân phản bội đề hẹn hãy bước đi cho khuất mắt ta. Quyền Lan, phụ vương đã nói vậy thì chị hãy lánh xa. Nếu vậy thì ta phải ra tay giết. Thôi, thì khe đừng nhọc sức, để mình ta uy hiếp được rồi. Không được. Nè, nếu ông xúc phạm đến thánh hoàng, tôi sẽ giết ông ngay. Đúng rồi, cả tôi đây cũng giúp sức một tay nữa. Tất cả bọn bay sẽ bị ta tiêu diệt. Quan, khởi quân khủng khiếp, mở mặt lớn rồi, coi ai sẽ bị tiêu diệt. Mi là ai? Ta là Trần Anh Kiệt, quả thân từ cõi chết về diệt kẻ khi quân. Hả? Trần Anh Kiệt còn sống? Trần Anh Kiệt? Tại sao? Tại sao mi đã chết vì mũi tên tẩm thuốc độc, nay lại còn sống mà trở về đây? Chính ta đã âm mưu tráo mũi tên tẩm thuốc độc của quân Tần. Bây giờ đến phiên ông phải chết. Không! Ta thề quyết chung dương hạ thủ. Quan Hồng Cẩm, tên phản thần tặc tử, kẻ giả thú lòng lan, đã cúi đầu ốm cốt Tần Bang, quỳ chiếu tối từng toan phách lối. Sao nàng dám buông lời phản bội hay muốn quay về với họ Trần? Hồng Cẩm, chính thực mi là kẻ tiểu nhân, ta chỉ chờ cơ hội giết quân cướp nước. Nếu vậy thì nàng phải chết trước. Quan Hồng Cẩm chớ hành hung tàn bạo, có ta đây. Hiện giờ ngươi đang mang vết thương nặng ở cánh tay, đâu còn đủ sức đỡ lưỡi gươm này mà hạ thủ. Trần Anh Kiệt, coi đây. Hồng Cẩm, đi phải chết. Giết. Cũng như Tần Cảnh Thông, ta cũng chết về tay người con gái nước rượu. Nhưng trước khi chết, ta phải giết nàng. Rồi chết rồi. Ông Ròm ơi, giúp tôi một tay khiêng xác nó vô coi. Mình mày khiêng không? Thôi mệt lắm. Vậy mày nắm cái đầu, tao nắm cái chân. Trần Lan. Quyền Cớ. Quyền Lan. Đi vừa trong năm cất trời. Tình một thuở còn dương, nghĩ xót xa duyên chỉ tình em. Con đã quyết nhường duyên cho chị. Không, Quyền Cơ chỉ là kẻ cuồng tâm loạn trí, đánh cắp bản mật đồ giao cho tên ác quỷ để
gây nên cảnh máu lửa can qua thiêu quỷ cả gian sang. Tổ quốc nguy nan muôn vàng thảm khốc, thôn xóm dân làng vội trong cơn gió lốc. Xác chết đầy đường tiếng chồng chớ trần tham thương, không càng đám cầm dương lại theo kẻ vô lương lối đạo cam trường. Nhưng chị đã có công cứu chồng quốc nàng, giết kẻ gian thần phản loạn quốc gia. Em mới xuất xa bốn phần quần qua, đã phạm vào ba tội lỗi có hai mà. Tội thứ nhất âm mưu phản xạ tác sang hồng, còn tội thứ hai phụ người xưa ước hẹn, tội thứ ba là theo giặc phản lại cha. Em là đóa hoa số kiếp ta đo cam số nợ trần quan, cầu niệm nam mô Phật tổ cứu nàng. Cùng khi phát quy y à, sao nàng đành lòng rời bỏ cung loan, mơ cảnh niết bàn xa lánh cõi trần gian. Ôi cuộc nhục đành cam gạt lệ, tiễn con trẻ quy y. Lại phụ hoàng, con cất bước ra đi.